Chào các bạn, buổi tối ngày hôm nay anh Phi lại tới với các bạn qua một đoạn clip giới thiệu về hai sản phẩm mà anh Phi vừa mới nhờ những người bạn là những hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc xách tay về cho anh Phi. Thì ở đây là con thần rồng đại dương của Plazintin 5. Thì hiện nay bạn anh xách tay về cho anh cũng chỉ có khoảng 20 con thôi ha các bạn ha. Và ở đây là một cái nhân vật của Nado 2. Nado 2 ha các bạn, vòng quay vô cực 2 ha. Nhân vật đây là nhân vật sử dụng con quay cái này lâu quá rồi anh không nhớ tên được, một hồi nữa anh sẽ tra cái tên này trên mạng xem nó là tên gì ha các bạn ha. Cái mã sản phẩm của nó là 614302 đó các bạn ha. Đây là một con quay Nado, vòng quay vô cực phiên bản Nado 2. Hiện nay các con quay Nado 3 đang được các bạn tìm rất là nhiều, nhưng mà Nado 3 hiện nay rất là hiếm hàng, cho nên anh Phi cũng không thể nhờ những người bạn xách tay về cho các em được, mà hiện nay anh Phi cũng chỉ có thể xách tay về vài con Nado 2 để gửi đến những bạn yêu thích Nado thôi. Nhưng mà hàng xách tay cho nên đâm ra những cái hộp nó không có được đẹp như là hàng của hãng về từ container hết các bạn ha. Nó không đẹp nhưng ở phía bên trong cái chất lượng của nó sẽ là như nhau, sẽ là rất là tuyệt vời đây. Nhưng mà đến với các bạn ngày hôm nay thì anh Phi lại sẽ giới thiệu cái con thần rồng đại dương cái phiên bản Plazintin 5 này. Có lẽ là các bạn cũng sẽ không có lạ lẫm gì hết với cái con thần rồng đại dương này. Nhưng những bạn mới, những bạn vừa mới chơi Yo-Yo và thuộc dòng Jocundo năm nay có thể sẽ chưa biết nhiều về cái con thần rồng đại dương này. Thần rồng đại dương này phiên bản tiếng Anh cũng đã hết hàng lâu lắm rồi. Đây là phiên bản tiếng Hoa, hàng Audi ha các bạn ha. Đây là chữ Audi nè. Ở đây là nhân vật sử dụng con thần rồng đây. Những ai đã rành qua Yo-Yo rồi thì nhìn vào đây các bạn cũng sẽ biết được những cái thông số ở trên này do hãng Audi nè. Cái này Alpha Group nè. Rồi cái này là cái mã của nó đây, 676201. Này, đây là con thần rồng đại dương. Con thần rồng đại dương này nó có một cái đặc điểm lạ và một cái đặc điểm rất là dễ thương là cái nó có hai dòng quay ha các bạn, dòng trong và dòng ngoài. Con thần rồng đại dương này thiết kế dựa trên cơ cấu 1A ha các bạn. Bây giờ anh Phi sẽ khui cái sản phẩm thần rồng đại dương này cho các bạn xem nhé. Các bạn sử dụng dao để mổ cái này ra, nhưng mà các bạn cẩn thận là dao rọc giấy rất là bén á các bạn ha. Rồi anh Phi sẽ dùng cái đầu vít anh Phi nại cái này rất là khó lấy ra. Rồi các bạn lấy tay không có thể là các bạn sẽ bị chảy máu cái đầu ngón tay nếu các bạn làm không khéo ha. Rồi anh Phi sẽ dùng cái đầu vít anh Phi đẩy nó ra. Đây chính là thần rồng đại dương phiên bản của Plazintin 5 dòng 1A ha các bạn ha. Đây là dòng 1A. Cái dòng 1A này đây nó sẽ có màu xanh dương, nó giống như là con thần rồng của Plazintin 6 vậy đó. Nhưng mà ở đây nó có hai lớp nè các bạn thấy không? Này lớp trong nè, anh Phi bóp cái lớp trong lại nè, lớp ngoài nó vẫn quay nè các bạn thấy không? Này lớp ngoài vẫn quay nè các bạn thấy không? Đó, và anh Phi cầm cái lớp ngoài thì lớp trong quay nè, thấy không? Các bạn thấy nó quay không? Đó, nhìn cái bạc đạn ở phía trong các bạn sẽ thấy nó quay. Và bây giờ anh Phi sẽ vô dây nha các bạn ha. Vô dây. Rồi. Chờ anh Phi chút xíu, anh Phi sẽ focus cho cái màn hình nó to hơn chút xíu để các bạn thấy rõ hơn về cách vô dây của cái dòng Yo-Yo truyền thống. Đó. Thì đây là đầu dây ha, các bạn thấy đây là cái vòng tròn đầu dây và đây là cái đuôi dây ha. Đuôi dây thì các bạn muốn vô các bạn sẽ xe ngược cọng dây cho tới khi nó tách ra được làm đôi, và các bạn sẽ dùng tay tách nó làm đôi như thế này ha. Đây các bạn thấy không? Rồi các bạn ở tư thế con Yo-Yo nằm vậy, các bạn trồng vào và các bạn kéo thẳng ra, xong sau đó các bạn buông dây ha, bạn buông dây từ từ cho dây nó xoắn lại ha. Rồi ở tư thế này anh chờ anh Phi chút xíu, anh Phi sẽ trả lại cái vị trí cái khung hình ban đầu cho nó rộng hơn, góc nó rộng hơn ha. Rồi bây giờ cũng giống như vậy, anh Phi sẽ giữ tay và anh Phi sẽ quay khoảng 5-6 vòng gì đó thì anh Phi sẽ buông ra. Đó, nhớ tại vì cái dòng ngoài và dòng trong nó tách biệt với nhau, nó quay độc lập với nhau, cho nên các bạn cũng phải sử dụng cái ngón tay cái và ngón tay trỏ các bạn bấu vô cái thành này nè, các bạn vịn lại để cho nó đừng có quay, để các bạn dễ dàng các bạn quấn dây vô ha. Rồi cũng giống như vậy, cái kỹ thuật làm cái nút thắt thì chúng ta sẽ để cái sợi dây lên ngón trỏ, chúng ta cho cái vòng tròn này bên rộng ra, chúng ta để lên và chúng ta dùng ngón tay chúng ta móc qua. Rồi đây sẽ trở thành một cái vòng
vòng tròn ha. Rồi đây, sau khi xong xuôi thì con thần rồng Blazintin 5 nó đang nằm trên tay của anh Phi. Thần rồng có rất là nhiều phiên bản nha các bạn, có phiên bản bằng kim loại 1A, rồi phiên bản 2A, rồi phiên bản 1A với vòng quay gọi là độc lập như thế này ha các bạn thấy không? Đó. Đấy, rồi anh Phi sẽ dời máy chút xíu để anh Phi quăng con thần rồng này qua ra cho các em xem ha. Đấy, đây ha. Đây các bạn, thấy không? Thấy nó quay không? Chờ anh xíu anh Phi focus vô cái điểm này cái cho nó rõ hơn con thần rồng ha. Đây các bạn có thể nắm con vô vô trong tay ha. Đó, nó vẫn quay nè các bạn thấy không? Đó. Để cho anh Phi buông ra. Nó sẽ quay theo ha. Con thần rồng này khi các bạn hít nó có lên không? Nó không lên nha các bạn. Nó không lên nha. Các bạn muốn lên thì các bạn phải hít dây ha, lên xong rồi các bạn mới hút lên được ha. Do cái anh Phi hút cái lực nó hơi yếu cho nên là đây anh Phi sẽ thả lại ha. Đây, hít lên không? Không lên nha các bạn. Muốn lên dây thì các bạn phải đá vô vô ha. Kỹ thuật lên dây cơ bản của Yoyo 1A phiên bản Blazintin 5, Blazintin 5 6 gì thế giới phiên bản 1A thì nó cũng sẽ lên dây như vậy ha các bạn ha. Đó, các bạn anh sẽ cận cảnh hơn cái Yoyo của thần rồng Blazintin 5 phiên bản tiếng Hoa nha các bạn. Phiên bản tiếng Anh hiện nay thì sẽ rất là khó tìm, có một số bạn sẽ có tại vì các bạn chơi từ Blazintin 5 cho tới bây giờ các bạn còn lưu trữ thì sẽ có ha. Đây là một trong những cái sản phẩm hiếm. Đấy, anh Phi cũng chỉ có đem về sách tay về vài con để phục vụ cho các bạn yêu Yoyo thôi. Các bạn thấy không, đây là những cái thiết kế chìm ở phía dưới, nó có chữ Yoyo 2014 ở đây nè các bạn. Đó, đây các bạn thấy không, đó, Yoyo 2014 ở đây nè, cái logo của Audi ở đây ha. Phía bên này cũng vậy ha. Đó, đây, đây nhìn thấy rõ hơn nè, Yoyo Collection, Yoyo Collection 2014 Audi ha các bạn ha. Đây anh hiện nay anh Phi cũng chỉ đem có mười mấy con, khoảng 20 con về để phục vụ cho các bạn. Ai muốn đặt hàng thì vẫn là theo tiêu chí cũ nhé các bạn nhé, vẫn là ba mẹ thông qua sự đồng ý của ba mẹ rồi các bạn đặt hàng ha. Rồi các bạn có thể mua trực tiếp trên Sendo hoặc Shopee, hoặc là các bạn mua trực tiếp tại hai số điện thoại hotline của cửa hàng Abo. Số thứ nhất là 0908 193754 hoặc là 0907902742 ha. Các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp đến để đặt hàng, để được giao hàng và thu tiền tận nơi. Nhưng anh Phi vẫn nhắc lại một lần nữa là các bạn phải thông qua sự đồng ý của ba mẹ nha. Trong thời gian vừa qua anh Phi bị trả hàng rất là nhiều nè. Các bạn thấy trong ngày hôm nay là đã 5 cục hàng trả về nè các bạn thấy không? Đó, anh Phi focus đó, nó nằm dưới chân anh Phi nè, 5 cục hàng đã bị trả về trong ngày hôm nay rồi đó. Đó, cho nên là các bạn có đặt hàng mà anh Phi có cố gắng giao hàng cho các bạn, có cố gắng xác nhận cho các bạn thì có khi giao tới ba mẹ không nhận trả về cũng vậy. Hoặc anh Phi khi xác nhận với phụ huynh không đồng ý hoặc phụ huynh trả hàng, hoặc phụ huynh không tiếp điện thoại, hoặc phụ huynh tỏ ý khó chịu, khó không tin tưởng bên cửa hàng Abo anh Phi thì tội nghiệp cho anh Phi quá. Cho nên các bạn cố gắng khi mua hàng, các bạn cố gắng là có yêu thích tới mức độ nào đi chăng nữa thì cũng phải xin ý kiến ba mẹ rồi hãy gọi ha các bạn ha. Vẫn là hai số hotline ở cửa hàng của anh Phi. Đây, cửa hàng Abo 349 Tôn Đản, các bạn nào ở quận 4, quận Nhất hoặc quận 8, quận 7 cũng có thể mua trực tiếp tại cửa hàng Abo 349 Tôn Đản, phường 15, quận 4, hoặc là các bạn có thể mua giao tận nơi 0908193754 hoặc là 0907902742. Giá bán sẽ được công bố giá bán ở cửa hàng và giá bán thu tiền tận nơi, gồm có giá bán sản phẩm này và cộng tiền phí ship ha các bạn ha. Nếu các bạn mua qua các cái diễn đàn thương mại thì cái phí ship nó sẽ có luôn khi mà các bạn đặt hàng. Các bạn đặt hàng và phí ship khoảng bao nhiêu thì người ta sẽ báo luôn ở trên cái phần đặt hàng cho các bạn. Và các bạn lưu ý là cái ngày dự kiến để lấy hàng và ngày dự kiến giao hàng cho các bạn hoặc đọc kỹ. Thông thường ở thành phố Hồ Chí Minh nội thành thì thông thường có thể có trong ngày hoặc qua ngày. Còn ở các tỉnh thông thường sẽ mất từ 2, 3, 4, 5, 6 ngày tùy theo cái chính sách. Hoặc là một số bạn đặt qua diễn đàn Lazada thì có những cái khung tiết kiệm thì nó sẽ giao ra khoảng 7 ngày và 10 ngày nữa kìa. Cho nên các bạn phải lưu ý kỹ cái phần này khi đặt hàng, các bạn phải xem kỹ cái đơn hàng trước khi kết lại cái phần đơn hàng, để anh Phi khi xác nhận là các bạn có đủ hết thông tin rồi và các bạn không có trong cái tư thế trông chờ quá lâu. Quá nhiều là tại vì các bạn biết trước là khoảng 10 ngày sau mới về tới, hoặc 5 ngày sau, 7 ngày sau, 4 ngày sau hàng mới về tới tay mình. Chứ các bạn
Rồi mới đặt buổi sáng và buổi chiều các bạn gọi điện cho anh Phi, các bạn hỏi han có chưa thì xin lỗi là anh Phi cũng không có được một cái đội ngũ mà hoành tráng mà giao hàng tận nơi siêu tốc theo cái kiểu từng đơn hàng như vậy hết các bạn ha. Rồi các bạn lưu ý nha, các bạn vẫn là hai số hotline của cửa hàng Abo đây, vẫn là được sự đồng ý của ba mẹ rồi mới gọi, hoặc các bạn gọi và cần sự xác nhận của ba mẹ thì thông thường anh Phi hoặc là cửa hàng anh Phi hoặc là bên bộ phận kho họ sẽ yêu cầu là phải được gặp ba mẹ cho bằng được rồi họ mới giao hàng ha các bạn ha. Rồi anh Phi một lần nữa rất cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi các bạn đã theo dõi cái clip giới thiệu về thần rồng đại dương phiên bản 1A bằng nhựa với hai dòng quay độc lập ngày hôm nay. Các bạn có thể khi gọi tới cho cửa hàng Abo hoặc tìm ở trên trang Sendo và Shopee thì các bạn tìm theo cái mã Yoyo là 676 đây 676 các bạn ha, 676201 do cửa hàng Abo cung cấp ha các bạn ha. Còn giá thì anh Phi đang làm cho nên là cũng không có nói được trong các clip này, hy vọng là sẽ có cái phần giá sớm trên các diễn đàn thương mại cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể truy cập về trang đồ chơi abo.com, đồ chơi abo.com để các bạn lấy cái đường link mua hàng của trang Abo trên Sendo và Shopee phía bên phần tay phải của cái trang chủ ha các bạn ha. Rồi, anh Phi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.